Rất ít xe SUV trên thị trường có nhiều không gian như Tahoe và người anh em lớn hơn của nó, Suburban. Với hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gấp lại, Chevrolet Tahoe cung cấp không gian khổng lồ 122,9 feet khối, một cải tiến lớn so với 94,7 feet khối của thế hệ trước. Sự gia tăng khối lượng đến từ việc trục cơ sở dài hơn và chuyển sang hệ thống treo sau độc lập. Giống như hầu hết các xe SUV, cửa nâng của Tahoe có cảm biến rảnh tay. Nhưng không giống như nhiều mẫu SUV hiện đại, Tahoe cũng có một cửa sổ kính nhỏ, có thể mở ra để bỏ những vật dụng nhỏ hoặc những vật dụng dài hơn mà không vừa với cốp đóng. Tahoe 2021 không chỉ có nhiều không gian chở hàng hơn so với phiên bản tiền nhiệm mà còn cung cấp nhiều không gian cho hành khách hơn. Chỗ để chân ở hàng ghế thứ 2 là 42 inch tăng từ 39 inch, trong khi hàng ghế thứ 3 cũng có thể sử dụng được với 34,9 inch tăng từ 24,8 inch. Trong trang bị GST với gói sang trọng, hàng ghế thứ 3 có thể được hạ xuống hoặc nâng lên bằng cách sử dụng công tắc điện trong cốp, hoạt động nhanh hơn bất kỳ chiếc SUV nào từng thử nghiệm, ngoài Yukon và Escalade. Hàng ghế thứ 2 cũng có thể gập xuống bằng cách sử dụng điều khiển cốp, nhưng chúng không được đóng điện để nâng lên phía sau. Không hổ danh là một chiếc xe gia đình rộng rãi, Tahoe có rất nhiều không gian lưu trữ nhỏ, để người lái có thể đặt đồ đạc của họ. Xe V đã đặt một khe cắm thẻ tín dụng thông minh ở bên trái vô lăng có thể được sử dụng cho thẻ xăng, thẻ căn cước, phiếu đỗ xe. Có một cửa trượt nhỏ để lộ hộc chứa đồ cho nhiều vật dụng khác nhau ở bên phải hệ thống thông tin giải trí. Nó không lớn nhưng có nắp để đặt những thứ có giá trị. Một tay vịn trượt tùy chọn 350 USD giúp tạo khu vực đủ lớn cho một chiếc túi xách. Trong khi bên dưới là một ngăn chứa đồ ẩn. Tahoe bản GST với gói trang bị Luxury Package trị giá 2.820 USD, được bổ sung hệ thống camera HD giúp việc đỗ một chiếc xe khổng lồ như Tahoe trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống thông tin giải trí MiLink của xe V là một trong những hệ thống trực quan nhất trên thị trường. GST được trang bị gói điều hướng và phương tiện phía sau trị giá 2.490 USD, bổ sung thêm hai màn hình cảm ứng 12,6 inch ở hàng thứ hai có thể kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Miracast hoặc đầu vào có dây qua USB hoặc HDMI. Điều này có nghĩa là trẻ em có thể mang theo Xbox và sử dụng Wi-Fi tích hợp để chơi trò chơi. Ở phía trước, cha mẹ có thể sử dụng màn hình cảm ứng 10,2 inch, hiện có tính năng kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Tùy thuộc vào mức độ trang trí, khách hàng có thể đặt Tahoe với một trong ba động cơ. GST là động cơ V8 5.3 lít cơ bản, sản sinh công suất 355 mã lực và mô men xoắn 383 Nm, đi qua hộp số tự động 10 cấp. 1.000 USD cho động cơ Diesel A-Max 3.0 lít 6 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất nhỏ hơn động cơ V8 với chỉ 277 mã lực, nhưng bù lại điều đó là mô men xoắn 460 Nm. Phiên bản 2 cơn chi hàng đầu được trang bị động cơ V8 6.2 lít lớn hơn, sản sinh công suất 420 mã lực và mô men xoắn 460 Nm. Đây là động cơ tương tự được sử dụng ở xe Escalade. Tuy nhiên để sở hữu phiên bản cao cấp này, người mua sẽ phải bỏ ra ít nhất 70.895 USD.